Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã tiếp ông Kim Hyo-tae nhân dịp ông vừa được bổ nhiệm làm tân tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Enability Việt Nam. Ông Kim Hyo-tae, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Enability Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối với công ty công nghiệp nặng Doosan Vina trước đây, nay được đổi tên thành Doosan Enability Việt Nam. Tính đến cuối năm 2021, sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, Doosan Enability Việt Nam đã hoàn thành 392 dự án với tổng trọng lượng hơn 500.000 tấn. Các sản phẩm cơ khí công nghiệp nặng của công ty hiện đã có mặt tại 35 quốc gia trên toàn cầu, trong đó có các thị trường khó tính như Nhật Bản, Pháp, Ý, Mỹ. Ông Kim Hyo-tae mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Doosan Enability Việt Nam phát triển mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, Doosan Enability Việt Nam cam kết sẽ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, Doosan Enability Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tiên đầu tư ở khu kinh tế Dung Quốc và gặt hái nhiều thành công. Những năm qua, công ty đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kỳ vọng rằng, với việc được bổ nhiệm tân tổng giám đốc, ông Kim Hyo-tae sẽ lãnh đạo chèo lái Doosan Enability Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, cũng như tiếp tục thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp FDI nói chung và Doosan Enability Việt Nam nói riêng trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, xem thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh Quảng Ngãi.